Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Chiêm hóa hôm nay, số tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Mở đầu chuyên mục là một số tin tức đáng chú ý. Tiếp đó là các phóng sự hiệu quả sau chuyển đổi ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Chiêm hóa. Phóng sự Chiêm hóa khuyến khích phát triển hệ thống mầm non ngoài công lập. Sau đây là nội dung chi tiết. Tính đến hết tháng 10, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện Chiêm Hóa đạt gần 710 tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch hàng năm. Năm 2019, hoạt động sản xuất công nghiệp ở huyện Chiêm Hóa gặp rất nhiều khó khăn, nhiều có sự quan tâm tạo điều kiện kịp thời của các cấp các ngành, sự nỗ lực vượt qua khó khăn của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Nên hoạt động sản xuất công nghiệp của huyện vẫn đạt mức tăng trưởng khá. Các ngành hàng là thế mạnh vẫn giữ được sự ổn định như sản xuất lâm sản, vật liệu xây dựng, điện, hiện Chiêm Hóa đã có chính sách hỗ trợ các cơ sở sản xuất, thu hút nhiều lao động, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương. Tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào cụm công nghiệp và các xã, trung tâm cụm xã để tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư. Trong 10 tháng của năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của huyện Chiêm Hóa tiếp tục đạt mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Chiêm Hóa đạt trên 1.850 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch đề ra. Đây là mức tăng cao nhất từ trước tới nay. Có được kết quả này là nhờ huyện đã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước và triển khai kịp thời đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kích thích tiêu dùng của người dân. Dự báo trong năm 2019, ước thực hiện tổng mức bán lẻ hàng hóa của huyện đạt trên 2.300 tỷ đồng bằng 116,7% kế hoạch tỉnh giao. Niên vụ trồng rừng 2019, huyện Chiêm Hóa được giao kế hoạch trồng 2.100 ha rừng. Đến nay, toàn huyện đã trồng rừng đạt 123% diện tích theo kế hoạch đề ra. Trước đó, huyện đã cấp hơn 1 triệu cây giống phục vụ cho công tác trồng rừng của nhân dân ở các xã trên địa bàn. Ngay sau khi nhận cây giống, tranh thủ thời tiết thuận lợi nên người dân các địa phương đã khẩn trương tiến hành trồng rừng. Đến tháng 11, toàn huyện trồng mới trên 2.300 ha rừng đạt 123,5% kế hoạch. Khai thác chế biến và tiêu thụ gỗ rừng trồng 10 tháng đạt trên 87.426 m khối, đạt 64,7% kế hoạch. Ước thực hiện năm 2019 đạt 135.000 m khối, đạt 100% kế hoạch. Các địa phương trong huyện đang xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện để đăng ký trồng rừng niên vụ 2020. Nhằm sớm hoàn thành tiêu chí về điện trong xây dựng nông thôn mới, huyện Chiêm Hóa đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn. Phần đấu hết năm nay có 18 xã đạt tiêu chí điện. Đến nay ở Chiêm Hóa đã hoàn thành cải tạo nâng cấp 83 trạm biến áp các loại trên 17.900 km đường dây trung áp, trên 100 km đường dây hạ áp, 1.289 cột điện, Vận động nhân dân chỉnh trang cải tạo hệ thống điện sau công tơ đảm bảo an toàn sử dụng với 24.704 hộ gia đình. Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn huyện được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98,6%. Chiêm Hóa đang phấn đấu hết năm 2019 có 18 xã trên 25 xã đạt tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới. Nhiều phát huy các thế mạnh, nhất là việc triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã đạt được những kết quả khả quan. Giai đoạn 2016-2018, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều toàn huyện giảm hơn 15%. Ba năm qua, toàn huyện đã hỗ trợ 634 hộ nghèo làm nhà mới và sửa chữa nhà ở với số tiền trên 16,2 tỷ đồng. Tổ chức hướng dẫn tập huấn kỹ thuật sản xuất theo thời vụ cho 60.000 lượt hộ nghèo. Các tổ chức tín dụng đã giải quyết cho trên 11.830 lượt hộ nghèo cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ gần 318 tỷ đồng. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đã giảm xuống còn 21,12% vào cuối năm 2018. Mục tiêu hết năm 2019 giảm xuống còn 16,04%. Từ đầu năm đến nay, huyện Chiêm Hóa đã tạo việc làm mới cho trên 5.400 lao động, đạt 147% kế hoạch. Để đạt được kết quả trên, bên cạnh công tác tuyên truyền, huyện đã phối hợp tổ chức các sàn giao dịch việc làm tại một số xã có đông người trong độ tuổi lao động, thu hút trên 1.000 người tham gia. Nhằm nâng cao chất lượng lao động trên địa bàn, huyện đã phối hợp tổ chức được 8 lớp học nghề, thu hút gần 400 học viên tham gia. Đây là năm thứ 3, chiêm hóa hoàn thành vượt mức kế hoạch về tạo việc làm mới cho lao động nông thôn. Tới đây, huyện tiếp tục điều tra cập nhật thực trạng cung cầu lao động để có kế hoạch định hướng việc làm cho người dân và thực hiện đào tạo các lớp nghề trên địa bàn. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Chiêm Hóa đang quản lý trên 7.000 hecta rừng trồng và rừng tự nhiên để sản xuất kinh doanh tại các xã trên địa bàn. Là một trong năm công ty lâm nghiệp ở Tuyên Quang thực hiện việc sắp xếp, chuyển đổi mô hình hoạt động, đến nay đã phần nào cho thấy hiệu quả của chủ trương sắp xếp, chuyển đổi này. Sau nhiều năm phát triển với bao thăng trầm, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Chiêm Hóa đã gặp phải không ít khó khăn. Song với trách nhiệm là doanh nghiệp đóng trên địa bàn, công ty không ngừng đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, áp dụng cơ chế quản lý khá chặt chẽ và khoa học trong tổ chức trồng rừng liên doanh với các hộ dân, góp phần giữ được vốn rừng và tạo điều kiện để rừng phát triển, ổn định sản xuất đời sống cho hàng nghìn lao động và hộ nông dân trên địa bàn. Đặc biệt trong 3 năm gần đây, công ty đã mạnh dạn liên kết với người dân, triển khai thực hiện trồng rừng FSC với cơ chế liên doanh như vậy, từ năm 2016 đến nay, nhiều hộ đã nâng cao mức thu nhập từ trồng rừng và quản lý rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC. Trước đây thì rừng người, người dân thì là rừng nó chưa đem lại được cái hiệu quả kinh tế, mai nữa người dân là cũng chưa ý thức được vấn đề trồng rừng và bảo vệ rừng. vài năm gần đây thì bà con đã ý thức được việc trồng rừng và quản lý và bảo vệ rừng, vì thứ nhất là rừng đã mang lại hiệu quả kinh tế cho chính bà con đấy và hai nữa là giữ được cái vấn đề tài, giữ người được quyền để môi trường. Hiện nay ở Chiêm Hóa đã hoàn thành việc cấp chứng chỉ rừng FSC cho gần 7.000 hecta. Việc liên kết trồng và quản lý rừng theo tiêu chuẩn quốc tế không chỉ nâng cao giá trị kinh tế rừng trồng mà còn huy động được người dân tham gia làm chủ rừng, cùng doanh nghiệp quản lý khai thác, chịu trách nhiệm và chia sẻ quyền lợi từ rừng. Đây chính là thành công lớn nhất của công ty sau thực hiện việc sắp xếp, chuyển đổi các công ty lâm nghiệp theo chủ trương của chính phủ. Bà con rất là phấn khởi về nhận đất trồng rừng và liên doanh với công ty, rồi thực hiện các chính sách, áp dụng các cái biện pháp khoa học kỹ thuật, các cái tiến bộ để vào sản xuất. Giống như là về cây giống, thì công ty cũng đã chuyển đổi các cái loại cây giống mới. Từ cái ngày mà chuyển đổi cũng như là thực hiện các cái biện pháp khoa học mới, ấy, thì bà con rất là phấn khởi mang lại những hiệu quả không những là cho bà con nhân dân cũng như là công ty. Có thể nói sau khi thực hiện sắp xếp, đổi mới hoạt động của các công ty lâm nghiệp đã đem lại hiệu quả rất thiết thực cho cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp chiêm hóa cũng như các hộ tham gia trồng rừng. Đặc biệt với hình thức liên doanh thông qua việc cung cấp cây giống, phân bón và kỹ thuật đã góp phần tạo điều kiện cho hàng nghìn lượt hộ gia đình trên địa bàn huyện tham gia trồng rừng, trong đó có cả các hộ nghèo. Điều này đã đem lại nguồn lợi cho cả công ty cũng như các hộ tham gia trồng rừng, góp phần không nhỏ vào công tác giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương. Trong kết quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chiêm Hóa những năm qua, có sự đóng góp tích cực của 4 tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cho vay gồm Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên, đảm bảo nguồn vốn tín dụng ưu đãi được sử dụng an toàn, đúng mục đích và hiệu quả hội liên hiệp phụ nữ huyện chiêm hóa là một trong bốn tổ chức chính trị xã hội đứng ra nhận ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội huyện để nâng cao vai trò hiệu quả hoạt động hội đã phối hợp chặt chẽ với ngân hàng chính sách xã hội kiểm tra thẩm định và giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay phát huy vai trò tham mưu với chính quyền địa phương trong việc thu hồi nợ quá hạn nhất là nợ quá hạn trên địa bàn nhờ làm tốt công tác tuyên truyền chính sách của đảng và nhà nước về tín dụng chính sách đến đối tượng hộ vay đã mang lại hiệu quả tích cực Đối với Hội Phụ nữ xã Dân Quang thì hướng dẫn và triển khai các chương trình dự án của Ngân hàng Chính sách Xã hội đến toàn thể cán bộ hội viên nhân dân trong toàn xã Dân Quang để giúp cho chị em hội viên phụ nữ có tiếp cận được nguồn vốn để tăng ra sản xuất và giúp đỡ các hộ hộ nghèo thoát nghèo trong những năm tiếp theo và hơn nữa đối với hội phụ nữ xã Xuân Quang mà vẫn tiếp tục thực hiện tốt các dự án của hội như quỹ chi hội để cho hội viên vay và dự án ngân hàng bò. Đến hết tháng 10, tổng dư nợ ủy thác thông qua các tổ chức hội ở Chiêm Hóa là trên 503 tỷ đồng với gần 15.500 hộ vay, chiếm tỷ lệ trên 99% tổng dư nợ toàn huyện. Thông qua công tác ủy thác cơ chế cho vay của ngân hàng chính sách được các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền phổ biến và triển khai đến hội viên kịp thời. Quy trình cho vay đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, minh bạch, các hội viên tiếp cận nguồn vốn vay sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, đảm bảo hoàn trả vốn đúng kỳ hạn. Vì ngân hàng chính sách xã hội huyện Chiêm Hóa hiện đang thực hiện hai cái phương thức cho vay, đó là cho vay trực tiếp và cho vay ủy thác một số công đoạn trong quy trình cho vay thông qua các tổ chức chính trị xã hội, trong đó là có hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh và đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Thì trong đó cái phương thức cho vay ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội hiện đang chiếm tỷ lệ rất lớn thì thông qua công tác ủy thác thì cơ chế chính sách cho vay của ngân hàng được các tổ chức hội chính trị xã hội tuyên truyền và phổ biến triển khai đến hội viên một cách kịp thời và thường xuyên liên tục và các cái quy trình họp bình xét cho vay cũng được thực hiện một cách nghiêm túc bài bản công khai dân chủ minh bạch từ cơ sở và sau khi cho vay thì công tác kiểm tra giám sát cũng được các tổ chức hội thực hiện một cách kịp thời thường xuyên từ đó chất lượng tiến dụng ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội ngày càng được nâng lên hoạt động vay vốn thông qua các tổ chức hội đoàn thể ở các địa phương được thực hiện khá chặt chẽ nhờ đó chất lượng tín dụng ủy thác thông qua các tổ chức hội đoàn thể ngày càng được nâng lên các điểm giao dịch tại xã các tổ tiết kiệm vay vốn của tổ chức nhận ủy thác đã và đang khẳng định vị trí và vai trò trong hoạt động tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội Phát triển hệ thống mầm non ngoài công lập là một hướng đi mới, góp phần đa dạng hóa loại hình đào tạo, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục bậc học mầm non. Huyện Chiêm Hóa đã khuyến khích phát triển hệ thống mầm non ngoài công lập, góp phần nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đến lớp. Tháng 6 năm 2016, nhóm trẻ Sơn Ca, nhóm trẻ tư thục đầu tiên ở huyện Chiêm Hóa được thành lập. Để đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc nuôi dạy trẻ, nhóm trẻ Sơn Ca đã đầu tư gần 100 triệu đồng để xây dựng lớp học, mua sắm trang thiết bị hiện đại như tivi, tủ lạnh điều hòa, tủ lưu mẫu thực phẩm, phục vụ công tác chăm sóc nuôi dạy trẻ. Hiện nơi đây thu hút trên 30 trẻ tham gia. Chúng tôi đã quyết tâm đầu tư cơ sở vật chất, giáo viên và một số điều kiện khác để thành lập nên nhóm trẻ Sơn Ca. À, khi thành lập nhóm thì nhóm trẻ Sơn Ca chúng tôi cũng được chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để thành lập nhóm. À, nhóm trẻ Sơn Ca chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để các con vừa vui chơi, học tập đến trường. Mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày vui với các con gia đình chị Lâm Út Lan thị trấn Vĩnh Lộc huyện Chiêm Hóa là một trong số hộ gia đình đầu tiên đưa con đến học tại nhóm trẻ tư thục Sơn Ca. Tuy là nhóm trẻ tư thục nhưng ở đây con chị được giáo viên, nhân viên chăm sóc nuôi dạy với đầy đủ trang thiết bị hiện đại nên chị thấy rất hài lòng khi chọn nhóm trẻ tư thục để gửi gắm con mình. Tôi có gửi con tại nhóm trẻ Sơn Ca thì cũng cảm thấy rất là yên tâm. Thứ nhất là nhóm trẻ có hệ thống camera rất là hiện đại thì khi tôi có thể trong cái thời gian mà làm việc thì muốn xem con ở lớp ở nhóm như thế nào thì cũng vào xem được ngay. Thứ hai nữa là về cái cơ sở vật chất của nhóm cũng rất là đầy đủ thì là tôi cũng cảm thấy rất là hài lòng. Hiện ở Chiêm Hóa có 3 cơ sở mầm non ngoài công lập được hình thành thu hút trên 100 trẻ dưới 3 tuổi theo học để đáp ứng yêu cầu chăm sóc nuôi dạy trẻ. Tỉnh Tuyên Quang đã khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Trong đó, Nghị quyết số 05 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ban hành văn bản chỉ đạo đến các xã, đến các trường mầm non. Thứ nhất là phải đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền và triển khai Nghị quyết 05 này sâu rộng tới các cái tổ chức cá nhân và toàn thể nhân dân để các cái cá nhân, các cái tổ chức mà có nhu cầu để, để thành lập các cái nhóm trẻ ngoài công lập cái thứ hai là đặc biệt là tuyên truyền về các cái chế độ chính sách về lương, về hỗ trợ mua sắm trang thiết bị và hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất. Để nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đến lớp thì việc hình thành các nhóm trẻ tư thục là rất cần thiết để phụ huynh có thêm nhiều lựa chọn cho con em mình. Chiêm hóa đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích phát triển mô hình giáo dục mầm non ngoài công lập đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn. Vừa qua, chương trình phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí cho người cao tuổi được tổ chức tại huyện Chiêm Hóa. Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm, tình yêu thương của các tổ chức cá nhân vì cuộc sống cộng đồng. Chương trình phẫu thuật nhân đạo thay thủy tinh thể miễn phí cho người cao tuổi do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang phối hợp với bệnh viện mắt trung ương, quỹ Thiện tâm, tập đoàn VinGroup, Sở Y tế Tuyên Quang và các nhà tài trợ tổ chức. Đối tượng là người cao tuổi thuộc hộ chính sách hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc các huyện vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có ít điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế. Phẫu thuật nhân đạo thay thủy tinh thể miễn phí cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là chương trình chăm sóc sức khỏe lớn nhất từ trước đến nay do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức. Trong đợt phẫu thuật này có 187 người cao tuổi ở Chiêm Hóa được thay thủy tinh thể, trên 500 người được tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí. Cái chương trình này rất có ý nghĩa với mọi người và thế sau khi mẫu phẫu thuật xong thì mẹ tôi đã nhìn sáng là bà đi lại bình thường thực sự là tôi cũng rất là cảm ơn chương trình Chương trình phẫu thuật nhân đạo thay thủy tinh thể miễn phí cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức thể hiện sự quan tâm của ngành y tế và cả cộng đồng đối với công tác phòng chống mù lòa ở người cao tuổi, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần thực hiện tốt chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Chuyên mục Chiêm hóa hôm nay số tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang, đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.